cho em. Hôm nay trên thị trường có rất nhiều các loại đèn sưởi, đèn sưởi nhà tắm, đèn sưởi OK, mình sẽ giới thiệu cho bạn hiểu thế nào là đèn sưởi nhà tắm. Đèn sưởi nhà tắm tức là đèn sưởi dùng chuyên dụng trong phòng tắm và có chức năng chính đó là sưởi ấm. Giới thiệu với bạn, đây là đèn sưởi nhà tắm sử dụng công nghệ bóng hồng ngoại dạng tròn. Còn đây là đèn sưởi nhà tắm, đây là đèn sưởi nhà tắm sử dụng bóng công nghệ hồng ngoại dạng ống. Mình sẽ bật thử cho bạn thấy. Nào đèn sưởi nhà tắm, như bạn thấy đèn sưởi dùng trong nhà tắm và chức năng là sưởi ấm, giúp chúng ta ấm áp hơn trong mùa đông khi chúng ta vệ sinh cơ thể hay là chúng ta tắm sạch đó. Đây thì bạn bật thì bạn thấy là đèn sưởi, bạn thấy nó rất là ấm. Với cái đèn sưởi nhà tắm này thì đèn sưởi nhà tắm nó ấm tức thì, chúng ta không phải mất thời gian chờ đợi như các loại thiết bị sưởi ấm khác. Tôi sẽ bật thử cho bạn thấy thì bạn sẽ thấy nó sẽ ấm tức thì luôn. Chúng ta không phải mất thời gian chờ đợi như các thiết bị sưởi khác, bạn thấy là nó ấm luôn. Hay như với bóng đây là bóng sưởi ngoài dạng tròn, hay như bóng sưởi ngoài dạng ống này cũng thế, bạn thấy nó ấm tức thì. Ta không phải mất thời gian chờ đợi như các thiết bị khác cả, nhưng bạn hoàn toàn yên tâm. Đèn sưởi chúng tôi nó có cái ưu việt hơn so với đèn sưởi khác. Với một cái bóng sưởi như thế này, như bạn thấy là bóng sưởi đốt sử dụng công nghệ bóng sưởi hồng ngoại. Bóng sưởi hồng ngoại này nó ưu việt hơn các loại đèn sưởi sử dụng bóng halogen hay bóng sưởi khác, vì nó thứ nhất là độ bền của nó cao hơn rất là nhiều. Với một cái bóng sưởi độ bền là tương đương của nó khoảng từ 6 đến 10 năm sử dụng, và nó khi mà chúng ta bật lên như thế này, như bạn thấy nó sẽ phát ra những cái tia hồng ngoại. Tia hồng ngoại này rất tốt cho sức khỏe. Thứ nhất là làm ấm này, thứ hai là giúp chúng ta giúp làm tốt hơn sức khỏe chúng ta rất là nhiều, ví dụ như như là chúng ta đã có thể tốt hơn sức khỏe, chính xác như bạn nói từ chữa bệnh. Như bạn biết ở trong y học ấy, người ta dùng cái bóng dùng cái tia hồng ngoại để chúng ta làm tốt cho da, dùng tia hồng ngoại để chúng ta chữa một số bệnh về xương, thì công nghệ bóng sưởi hồng ngoại, bóng hồng ngoại phát ra tia hồng ngoại làm ấm và cũng có chức năng hồng ngoại mà để chữa những cái bệnh về xương về da như thế.